Xin chào quý vị, chào các bạn. Bộ phim Gái già lắm chiêu 3, Lê Khanh đóng vai Thái Tuyết Mai, một nhân vật mẹ chồng siêu giàu và luôn luôn phải đối mặt với con dâu siêu chảnh do Ninh Dương Lan Ngọc đóng. Các bạn hãy ủng hộ cho bộ phim Gái già lắm chiêu 3 nhé.